该如何救赎。15。雪儿，Tuyết Nhi，mới sáng sớm mà Tuyết Nhi đã đi đâu rồi chứ? Chắc hẳn thuốc mê được đưa vào từ khe cửa sổ. Cậu hai, lão gia đang tìm cậu đó. Tôi dạy dò cô như thế, xem cô trụ được bao lâu. Tuyết Nhi, em cả đêm không ngủ sao? Chị Thanh Hà, em không buồn ngủ. Tối qua chị nằm trên giường chợp mắt một lúc, không ngờ lại ngủ luôn. Tuyết Nhi, em xem em ở đây, lát nữa nếu Thiên Tường tới là tưởng chị ép em làm những việc này. Không đâu, nếu anh ấy tới em sẽ nói rõ với anh ấy. Thôi em bỏ đây đi, em về phòng đi. Hay thế này, em mang về phòng của mình thiêu, thiêu xong em mang sang cho chị. Vất vả cho em rồi. Không sao chị Thanh Hà. Vậy em về phòng đây. Được, cảm ơn em. Cha, cha tìm con. Ngồi đi. Nếu không có việc gì quan trọng thì con đi trước đây. Cha biết con thích Thượng Quan Tuyết Nhi, cũng thừa nhận cô ấy là một cô gái tốt. Hai đứa con rất hợp nhau. Nhưng mà bây giờ đó không phải là chuyện của hai đứa con nữa rồi, mà là chuyện của cả nhà họ Vũ rồi. Nếu con muốn cưới cô ấy thì bắt buộc phải bỏ Thanh Hà. Cha, nếu cha tìm con vì chuyện này thì cha đừng nói nữa. Con biết cha khó xử, những chuyện khác con đều có thể khoan nhường, nhưng về chuyện này không có gì để thương lượng. Con không cần tam thê tứ thiếp, con chỉ cần một mình Tuyết Nhi là đủ rồi. Con đã quyết định rồi, không ai có thể thay đổi được đâu. Con bảo vệ Tuyết Nhi như thế sẽ chỉ làm hại cô ấy. Con sẽ không để ai làm hại cô ấy. Con sẽ cho Tuyết Nhi một câu trả lời. Con biết rõ là chuyện này có liên quan tới người trong nhà. Con còn muốn như thế nào? Trở mặt với nó sao? Tục ngữ nói gia hòa vạn sự hưng. Cha biết con chịu ấm ức, nhưng con phải vì ngôi nhà này. Chuyện này kết thúc ở đây đi, cho nó dừng lại đi. Cha, đây là cách mà cha giải quyết chuyện này sao? Chỉ cần là người trong nhà làm thì có thể cho qua. Vậy con muốn sao? Sau khi con kết hôn, chưa từng ở nhà ngày nào chỉ vì Thượng Quan Tuyết Nhi. Nếu con còn như thế sẽ chỉ chữa lợn lành thành lợn què. Nếu con nói ra những lời con muốn nói khiến cho cả nhà hỗn loạn không yên, con còn muốn loạn tới mức nào nữa hả? Khoảng thời gian qua, sau khi tiếp xúc với Lan Hoa theo như kế hoạch, chắc cô ta cũng có chút tin tưởng mình rồi.
chi bằng hôm nay hỏi thăm cô ta về cái bớt qua mai. Anh làm tôi hết hồn, sao anh đột nhiên tới đây vậy chứ? Lan Hoa, lần trước cô nhờ tôi hỏi thăm việc nhà cậu bé trai kia, tôi đã hỏi giúp cho cô rồi. Nhà đó từ trấn Hà Tây chuyển tới Thượng Hải rồi. Còn chuyển về đâu ở Thượng Hải thì không biết. Nhưng Thượng Hải rộng như vậy, không có địa chỉ cụ thể, anh bảo tôi làm sao tìm đây chứ? Thế này, tôi nhờ bạn ở cục cảnh sát Thượng Hải hỏi thăm giúp cô. Như vậy thì thật là ngại quá. Không sao, chỉ nói vài câu thôi mà. Vậy thì cảm ơn anh nhé. Thực ra tôi có chuyện này muốn hỏi cô. Cô tiêu rồi, không thể để người khác nhìn thấy mình ở cùng với Từ Lai nữa. Nhớ ai lắm mồm nói cho Diệu Dương biết thì hỏng bét. Chuyên viên Từ này, bây giờ tôi có việc gấp, phải đi trước đây. Chuyện của anh để sau rồi nói nhé. Để sau rồi nói. Tuyết Nhi, anh đến đây làm gì? Em thức cả đêm sao? Cả đêm không ngủ để thiêu cái này sao? Không, đây là chị Thanh Hà thiêu cho anh. Tôi chỉ mang tới xem thôi. Đầu ngón tay em toàn bị vết kim đâm. Đường thêu đều đặn như thế này, không thể nào là do Thanh Hà thêu. Mắt em đỏ lên hết cả rồi, mau đi ngủ đi. Cả ngày nghỉ lung tung, không nghĩ cho mình gì cả. Tuyết Nhi, em tưởng mình là sắt sao? Em có đi ngủ không? Anh làm gì thế? Nếu không anh ôm em đi ngủ, anh thả tôi xuống. Chị Thanh Hà, chị đừng hiểu lầm, không phải như những gì chị nhìn thấy đâu. Chị Thanh Hà, cô đủ rồi. Thiên Tường, anh bảo vệ cô ta. Chỉ vì cô ta ngủ với anh một đêm nên trái tim của anh hướng về cô ta rồi sao? Anh phải hiểu rõ, em mới là vợ của anh. Cô ta đã có Hải Đại Long rồi, còn dụ dỗ anh. Có phải anh bị lú lẫn rồi không? Sao anh lại bảo vệ con hồ ly tinh này chứ? Cô ngậm miệng cho tôi. Tôi không bị lú lẫn, tuyết gì cũng không phải hồ ly tinh. Cô ấy mới là vợ chính thức của tôi. Chúng tôi 6 năm trước đã bái đường thành thân rồi. Anh nói bậy cái gì vậy chứ? Thiên Tường, anh đừng nói nữa. Tôi xin anh đừng nói nữa. Tôi chính là Hải Đại Long. Anh nói sao cơ? Thiên Tường, tôi xin anh đừng nói nữa. Không, hôm nay anh phải nói rõ mọi chuyện. Anh không thể để em chịu oan ức thêm nữa. Không được, anh không được nói. 6 năm trước tôi lấy tên Hải Đại Long để làm nội gián. Lúc đó chúng tôi đã hẹn ước cả đời với nhau. Sau đó vì giận mệnh trêu đùa mà rời xa nhau. Nhưng người tôi yêu chỉ có một, người tôi muốn cưới cũng chỉ có một. Đó chính là Tuyết Nhi. Anh nói gì cơ? Anh là Hải Đại Long. Không thể nào. 6 năm trước, 6 năm trước hai người đã quen biết nhau rồi sao? Không thể nào. Rõ ràng em đã gặp Hải Đại Long. Em từng gặp anh ta mà. Người đó là Tống Thành, giám đốc công ty vận chuyển Đại Thành. Sao lại như thế? Thượng quan Tuyết Nhi, quá ra cô luôn lừa gạt tôi. Bắt đầu từ lúc cô tiếp cận tôi, sau đó là làm thân với tôi, trở thành chị em tốt của tôi. Chính là để tiếp cận Thiên Tường có đúng vậy không? Cô đơn cướp chồng tôi có đúng vậy không? Không phải như thế. Chị Thanh Hà, chị nghe em nói. Thanh Hà, cô điên rồi sao? Bây giờ cô biết hết mọi chuyện rồi. Đây không phải lỗi của Tuyết Nhi. Nếu có lỗi cũng là lỗi của cô.
Cô không nên gả cho tôi khi tôi đang hôn mê. Được. Các người được lắm. Các người một lòng với nhau. Chỉ có tôi là người ngoài. Được. Các người được lắm. Chị Thanh Hà, Vũ Thiên Tường, chúng ta đã nói trước với nhau rồi mà. Tại sao nói cho chị Thanh Hà biết chứ? Bây giờ thành ra như vậy, anh vừa lòng chưa? Tuyết Nhi, chị Thanh Hà, chị Thanh Hà, chị Thanh Hà, chị nghe em nói. Thượng quan Tuyết Nhi, tôi rất muốn môi tim cô ra, xem nó rốt cuộc làm bằng gì mà khiến cô bác tàn nhẫn như vậy chứ. Không, không phải như thế. 6 năm trước em và Thiên Tường đã quen biết nhau. Lúc đó em tưởng anh ấy là Hải Đại Long. Em cũng không biết Vũ Thiên Tường mà chị nói chính là Hải Đại Long. Em càng không biết người kết hôn với Thiên Tường chính là chị. Cô gái. Cô gái. Cô gái. Cô gái, cô tỉnh lại đi. Tôi đang ở đâu thế này? Tôi vẫn còn sống sao? Tất nhiên rồi, đại phu vừa cho cô uống Thiên Sơn Tuyết Liên. Cô gái, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Tốt, tốt quá rồi. 6 năm trước em và Thiên Tường đã kết thúc rồi. Bọn em không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Tôi không tin. Cô là kẻ dối trá. Cô biết tôi đau khổ như thế nào không? Em biết. Vậy nên em mới rời khỏi Vũ Phủ. Em không muốn khiến chị đau khổ. Vậy tại sao cô còn quay trở lại chứ? Tại sao không chết luôn đi cho rồi? Sao không biết mất mãi mãi luôn đi chứ? Cô vẫn không cam tâm, muốn quay lại để giành Thiên Tường. Có đúng không? Có đúng không? Không phải như thế, không phải. Chị yêu Thiên Tường tới nhường nào, em đều nhìn thấy cả. Xin chị hãy tin em chưa từng muốn khiến chị tổn thương. Cô đã khiến tôi tổn thương rồi. Nhát đau này cô cắm lên người tôi, chứ không bao giờ lành lại được. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không còn là chị em, không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Chị Thanh Hà, Thanh Hà, em muốn đi đâu? Em không thể ở lại ngôi nhà này nữa. Thanh Hà, em nghĩ kỹ lại mà xem. Nếu như em đi, thì người vui chính là Thượng quan Tuyết Nhi. Em là tiểu thư khuê các, có học thức. Chuyện em tuyệt đối không thể từ bỏ như thế được. Em bình tĩnh lại suy nghĩ cho kỹ. Nhất định có thể khiến Thượng quan Tuyết Nhi thấy khó mà lui. Người Thiên Tường yêu là cô ta, không phải em. Em còn cách gì được chứ? Em vất vả nếu dưỡng người đàn ông bao nhiêu năm như thế. Lẽ nào em cam tâm nhường lại cho người khác sao? Không, em không cam tâm. Em không cam tâm chút nào. Em dâu, Thiên Chương và chị đứng về phía em. Thiên Chương bảo chị tới khuyên em, không làm cứng được thì hãy mềm mỏng. Em dùng khổ nhục kế nếu giữ Thiên Tường. Khổ nhục kế? Khổ nhục kế gì? Em dâu, Thiên Chương gửi em cái này. Em uống viên thuốc này vào, đảm bảo không có nguy hiểm gì đâu. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, tôi phải đi gặp chị Thanh Hà. Anh đừng theo tôi nữa. Anh không để cho em đi. Em đi sẽ bị cô ta mắng chửi. Anh không để cho người khác bắt nạt em nữa. Đã là lúc nào rồi mà anh còn nói câu này? Chị Thanh Hà bị chúng ta làm tổn thương quá rồi. Anh nên quan tâm tới chị ấy, chứ không phải là tôi. Tuyết Nhi, sao em ngốc như vậy chứ? Người anh yêu là em, đương nhiên phải quan tâm em rồi. Anh cũng không muốn Thanh Hà bị tổn thương, nhưng tình yêu không thể miễn cưỡng. Miễn cưỡng không có hạnh phúc. Anh sẽ quan tâm Thanh Hà, nhưng đó chỉ là tình bạn, thậm chí có thể nói là tình thân. Anh nói vậy em hiểu không? Anh đừng nói nữa. Bây giờ đau khổ của mọi người đều do anh mà ra. Thanh Hà, con làm sao vậy? Người đâu, mau tới đây.
Thanh Hà, con làm sao thế? Chị Thanh Hà, con không sao chứ? Thanh Hà, Thanh Hà. Dì Hồng, cô ấy sao thế? Dì Hồng, con không sao. Thanh Hà, chị Thanh Hà. Chị Thanh Hà. Chào đội trưởng. Vất vả cả buổi, cuối cùng cũng tóm được ổ thuốc phiện của tên họ Vương ban hán khẩu rồi. Đội trưởng, lần này anh dẫn bọn em lập được công. Theo lý mà nói, cấp trên phải ban thưởng cho chúng ta mới đúng. Nhưng cấp trên lại bắt chúng ta ém tin tức lại. Như vậy là có ý gì chứ? Yên tâm đi, sớm muộn gì cũng được thưởng. Tôi đoán là cấp trên muốn lợi dụng tên họ Vương này để câu con cá lớn hơn. Đội trưởng, vẫn là anh nhìn xa trông rộng. Em đây bái phục. Đồ nịnh hót, đi làm việc của cậu đi. Bác sĩ, con dâu tôi có sao không? Phủ lão gia, bệnh của M2 không phải là bệnh cấp tính. Hơn nữa bình thường cô ấy tích tụ bực tức ở trong người, ngũ tạng không thông, lại thêm khí lạnh vào người, dồn nén thành bệnh nên mới ngất xỉu. Dồn nén thành bệnh sao? Tại sao Thanh Hà lại tức giận như vậy chứ? Mợ hai không thoải mái trong lòng. Mợ hai ngày ngày nhìn thấy cậu hai và cô Tuyết Nhi ở cạnh nhau, lại không nhẫn tâm trách mắng cậu hai, chỉ đành chịu đựng một mình, mới không chịu được mà ngã bệnh. Có cách nào chữa cho chị Thanh Hà không? Tuyết Nhi, bây giờ Thanh Hà đang bệnh, cần được nghỉ ngơi. Cô đừng ở đây nữa, về phòng trước đi. Cha, cha nói vậy là ý gì chứ? Không lẽ Thanh Hà bị bệnh là do Tuyết Nhi hay sao? Cậu hai, cậu đừng nói nữa. Thanh Hà là vợ con, bây giờ nó nằm trên giường bệnh, con phải quan tâm nó. Bị bệnh thì nên đi bệnh viện, con có phải bác sĩ đâu. Con nói cái gì? Vũ lão gia, ông đừng tức giận. Bây giờ chị Thanh Hà không được khỏe. Tôi đi trước đây. Tuyết Nhi, Thiên Tường, bây giờ Thanh Hà cần ở nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày tới con đừng tới cục cảnh sát nữa, hay ở bên cạnh chăm sóc cho nó. Như vậy sao được? Sao lại không được? Con còn phải làm việc. Con nói cái gì? Được rồi, được rồi, bớt nói dài câu đi. Đi, đi mau đi. Đi. Được rồi. Thiên Tường, con không biết suy nghĩ sao? Cha con đang tức giận, con cãi ông ấy làm cái gì? Là cha vô lý. Thanh Hà ngã bệnh liên quan gì tới Tuyết Nhi chứ? Con thôi đi. Tuyết Nhi và con thân mật với nhau như thế, khắp phủ này ai mà không biết? Tới gì còn không thể nhìn nổi, huống chi là Thanh Hà. Bất kể thế nào, Thanh Hà cũng là người vợ được con cưới hỏi đàng hoàng. Lúc con bị thương, người ta chăm sóc con như thế nào, con quên sạch rồi sao? Con không quên, con còn nhớ. Đó chỉ là... được rồi, đừng nói nữa. Vì biết con muốn nói gì. Tóm lại, con không thể quên ơn phụ nghĩa với Thanh Hà. Con không hề quên ơn phụ nghĩa. Ngược lại, con rất cảm kích cô ấy. Nhưng chỉ là cảm kích, tình yêu lại là chuyện khác. Người con yêu là Tuyết Nhi, con không thể lừa dối Thanh Hà được. Như vậy là bất công đối với cô ấy. Dì Hồng, giúp con khuyên cha đi, để cha đừng trách Tuyết Nhi. Vì biết con thương Tuyết Nhi, nhưng cũng phải biết chọn lúc chứ, có đúng không? Bây giờ Thanh Hà còn đang bất tỉnh nằm trên giường, con là chồng nó, có thế nào cũng phải quan tâm một chút chứ. Nếu không để người ngoài biết, Thanh Hà còn mặt mũi nào nữa?
Còn về phía lão già, dì sẽ khuyên ông ấy, con đừng lo lắng nữa. Dì Hồng, dì yên tâm đi, trong lòng con biết chừng mực. Bác sĩ, xin bác sĩ dừng bước. Cô gái, có chuyện gì sao? Bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút bệnh tình của chị Thanh Hà rốt cuộc là như thế nào. Tôi cũng hiểu một chút về món ăn từ thuốc, không biết có thể cho tôi xem đơn thuốc được không? Như vậy không được hay cho lắm. Bác sĩ không cần phải lo, tôi chỉ muốn hiểu hơn về bệnh tình của chị ấy để tiện chăm sóc cho chị ấy. Cô Tuyết Nhi thật là có lòng. Cậu cả, không có việc của bác sĩ nữa, bác sĩ về đi. Được, vậy tôi xin phép. Cô Tuyết Nhi, em dâu tôi tại sao bị ngất? Cô và tôi đều hiểu rõ. Cô hà tất phải làm bộ làm tịch. Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn chăm sóc cho chị Thanh Hà. Vậy cô dùng thân phận gì chăm sóc cho em ấy? Là vợ lẽ của Thiên Tường hay là tình nhân của Thiên Tường? Sao nó khó nghe như vậy chứ? Tôi chưa từng nghĩ xen vào giữa hai người họ. Mọi chuyện đều là hiểu lầm. Có phải hiểu lầm không? Trong lòng cô rõ nhất. Anh tới rồi. Em biết là anh sao? Đương nhiên là tôi biết. Mùi hương của anh quá quen thuộc với tôi. Sao thế? Em giận sao? Vì cha của anh nói mấy lời đó sao? Tôi không giận. Phủ lão gia nói cũng không sai. Anh là chồng chị Thanh Hà. Bây giờ chị ấy bị bệnh, anh chăm sóc cho chị ấy là việc đương nhiên. Sao ai cũng phải nhắc anh phải chăm sóc cho Thanh Hà? Như thế anh là kẻ bạc tình bạc nghĩa vậy chứ. Anh là người thế nào? Thượng quan Tuyết Nhi em lẽ nào không biết? Chuyện gì cần làm, anh sẽ làm. Nhưng tình yêu thì khác. Yêu là phải chung thủy. Trong phủ phủ có biết bao nhiêu người có thể chăm sóc cho Thanh Hà, không cần em phải lo. Lẽ nào anh vẫn còn chưa hiểu? Người Thanh Hà yêu là anh. Cho dù có nhiều người chăm sóc cho chị ấy, nhưng nếu không có anh ở bên cạnh, chị ấy cũng sẽ không vui. Em muốn đẩy anh về phía người khác như vậy sao? Không cần tôi đẩy. Anh vốn dĩ là của chị Thanh Hà. Em nói lại lần nữa, tôi nói gì sai sao? Thanh Hà bị bệnh là do tôi. Lẽ ra tôi phải rời khỏi phủ phủ từ lâu rồi. Không được, anh không cho phép em bỏ đi. Nếu em dám đi, anh sẽ đi cùng em. Anh khiến Thanh Hà cái đời này không gặp được anh. Anh đi đi. Anh đi ngay cho tôi. Thượng quan Tuyết Nhi, anh nói cho em biết, cả đời này em cũng được hồng thoát khỏi anh. Không tin thì cứ thử mà xem. Anh lần trước mình gặp Lan Hoa,
Lúc hỏi thăm về bớt Hoa Mai, Lan Hoa rõ ràng giấu giếm điều gì đó. Danh bớt Hoa Mai là manh mối để mình tìm được Lan Thái An và Sa Lượng. Chỉ cần tìm được họ mới cứu được cậu của Tống Thành. Lan Hoa này chắc chắn biết điều gì đó, phải tìm cơ hội điều tra rõ ràng mới được. Bé ngoan, bố nhìn thấy con rồi. Lại bị bố phát hiện rồi. Bé ngoan, sao con lại tới đây? Con nhớ bố. Bé ngoan đúng là con gái yêu của bố. Sau này ai cưới được con, đúng là có phúc. Con không lấy chồng đâu. Con muốn mãi mãi ở bên cạnh bố. Đúng là con gái yêu của bố. Con đói rồi. Con đói rồi sao? Được, bố dẫn con đi ăn món ngon nhé. Con muốn ăn gì nào? Con muốn ăn mì bò. Muốn ăn mì bò sao? Nhưng quán đó có con chó dữ lắm. Con có sợ không? Không sao, bố đuổi nó đi là được rồi. Đúng rồi, nếu có thể dụ được Thượng Quan Diệu Dương đi nơi khác thì chuyện điều tra Lan Hoa sẽ dễ dàng hơn nhiều. Được, bố dẫn con đi ăn mì bò. Bố tuyệt quá. Tuyệt quá, bố tuyệt quá. Đi thôi, chúng ta đi luôn. Tuyệt quá. Cô đi đi. Tôi không thèm đồ của cô. Thanh Hà, chị đừng như thế. Em thật sự chỉ muốn tốt cho chị. Em cũng hy vọng chị sớm khỏi bệnh. Bác sĩ nói bệnh này phải ăn cháo thuốc mới khỏi được, nên em đặc biệt hầm cho chị. Không cần cô nói nữa. Cho dù tôi bệnh chết cũng không uống một ngụm nước của cô, ăn một miếng cơm của cô. Chị Thanh Hà, thật sự chị ghét em tới vậy sao? Đúng. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Cô đi đi. Chị Thanh Hà, cô Tuyết Nhi, cô đi đi. Bệnh của mợ hai là do cô mà ra. Cô ở đây chỉ e mợ hai sẽ càng khó chịu hơn. Đi đi. Thanh Hà. Thanh Hà. Thanh Hà. Dì Hồng, có chuyện gì thế này? Như Ý, còn đứng đó làm gì? Mau thu dọn đi chứ. Dân. Để tôi dọn. Cô Tuyết Nhi, không cần đâu. Để tôi tự dọn được rồi. Thanh Hà, đây là canh sâm lão gia đặc biệt dặn dò hầm cho con. Là nhân sâm thượng hạng ông ấy cất giữ nhiều năm rồi đó. Bình thường còn không nỡ bỏ ra dùng đâu. Điều tại con không tốt khiến mọi người lo lắng rồi. Con đừng nói thế. Con là con dâu của nhà họ Vũ. Chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo. Con chỉ việc yên tâm bồi bổ cơ thể. Nào, dì bón cho con. Ở đây nhiều người quá, con không uống nổi. Tuyết Nhi, Thiên Tường, con bón cho Thanh Hà uống đi. Còn ngay ra đó làm gì? Ngồi xuống. Đứng thì sao mà bón được? Cho dù tôi bệnh chết cũng không uống một ngụm nước của cô, ăn một miếng cơm của cô. Mình phải làm sao mới gỡ bỏ hiểu lầm đây? Gỡ bỏ nút thắt trong lòng chị Thanh Hà đây. Sao em lại ở đây? Anh tìm em nãy giờ. Em khóc sao? Tôi không khóc.
còn nói không khóc, mắt đỏ cả rồi này. Bây giờ anh cứ mặc kệ tôi, anh nên đến xem chị Thanh Hà. Tuyết Nhi, sao em luôn đẩy anh ra xa vậy chứ? Em biết rõ anh không yêu Thanh Hà, trong lòng anh chỉ có em. Bây giờ là lúc chị Thanh Hà cần anh nhất, anh nên ở bên cạnh của chị ấy. Em lẽ nào không cần anh sao? Tôi không cần, em nói dối. Vậy thì nhìn vào mắt anh, nói với anh, nói với anh rằng em không hề cần tới anh. Con hà tất phải làm như vậy chứ? Dù con không thích Tuyết Nhi tới mấy, nhưng trước mặt Thiên Tường cũng phải biết kiềm chế một chút. Con không nuốt được cục tức này. Nhìn thấy cô ta là con lại tức, vì biết con ở mức trong lòng. Nhưng có đôi lúc phụ nữ phải biết cách nhẫn nhịn. Nếu con còn muốn giành được trái tim của Thiên Tường, anh rốt cuộc muốn như thế nào? Anh đói rồi. Anh chưa ăn gì sao? Bận cả ngày trời, làm gì có thời gian để ăn. Tôi nấu gì đó cho anh ăn. Không cần. Không phải có đây rồi sao? Cái đó là... ngon quá. Mỹ vị nhân gian. Cuối cùng mình phải làm sao đây? Khó khăn quá. Yêu hay không yêu đây? Đội trưởng Thượng Quan, chúc mừng, mới sáng sớm chúc mừng chuyện gì thế? Đây là tài liệu cục trưởng bảo tôi đưa cho anh. Chuyên viên Từ đặc biệt đề cử anh đi đó, không đơn giản đâu nha. Để hiệu triệu hành động ngăn cấm thuốc phiện, cục cảnh sát trấn đặc biệt cử đồng chí Thượng Quan Diệu Dương đến cục cảnh sát Thượng Hải phối hợp hành động truy bắt lần này, có hiệu lực từ ngày hôm nay. Từ Lai, anh âm thầm điều tra tôi, lại tiếp cận Lan Hoa, nay lại tìm cách để điều công tác cho tôi. Rốt cuộc anh có mục đích gì? Không lẽ thân phận của mình và Tuyết Nhi bị lộ rồi? Mấy ngày rồi lại thua nó rồi, nếu để Diệu Dương biết được thì tiêu đời luôn. Hay là mình đi thử vận may xem sao? Lan Hoa, chiếc trăm bình thường em vẫn hay cài, đâu rồi ấy nhỉ? Thật là sao thế nhỉ? Ở đâu rồi nhỉ? Ở đâu nhỉ? Trăm hoa lan đó đang cài trên đầu Lan Hoa đây này. Đúng rồi, ở trên đầu em. Anh xem, sao em lại quên được chứ? Diệu Dương, sao hôm nay anh về sớm thế? Anh sắp phải đi ngay rồi. Đi. Anh đi đâu? Đi Thượng Hải điều tra. Điều tra? Điều tra vụ gì mà đi gấp thế? Em hỏi làm cái gì? Nói em nghe em có hiểu hay không? Không hiểu thì không được hỏi hay sao? Lần này đi Thượng Hải, nếu có nhiều thời gian, sẽ tiện thể đi thăm Tuyết Nhi. Dân dân, trong lòng anh ấy à, chỉ có cô em gái bảo bối là quan trọng nhất thôi, không chứa nổi người khác nữa rồi. Em có ý gì đây? Còn ghen với cả em gái của anh sao? Em có ý gì? Trong lòng anh là rõ nhất. Phải rồi, nghe nói em gái anh làm việc ở nhà họ Vũ. Nhà họ Vũ đó là nhà giàu có tiếng ở Thượng Hải đó. Em gái anh làm việc ở đó chắc chắn kiếm được nhiều tiền lắm. Anh tới đó nhớ đòi giúp em chút tiền tiêu trong nhà về đây. Em xem em nói cái gì kìa. Đây là lời một người chị dâu nên nói sao? Anh nói cho em biết, Thượng Quan Diệu Dương này dù có nghèo tới mức đi ăn xin cũng không đòi em gái của anh một đồng. Anh đúng là đồ đần. Em không xếp hành lý cho anh sao? Cậu hai, Như Ý, có chuyện gì thế? Em biết nói chuyện này với cậu là hơi thất lễ, nhưng mà mợ hai tới giờ
vẫn không chịu ăn gì cả, thuốc cũng không chịu uống luôn. Cậu hai, cậu đi khuyên mợ hai đi. Bây giờ mợ ấy chỉ nghe lời của cậu thôi. Được, tôi đi xem sao. Cô tới nhà bếp nấu chút gì đó cho cô ấy ăn. Vâng. Thiên Tường, làm cô tỉnh giấc rồi sao? Tốt thật. Em bị ốm. Anh có thể ngày ngày tới thăm em. Em hy vọng sẽ không bao giờ khỏi. Thanh Hà, cô hà tất phải làm thế? Cô không ăn uống gì thế này, cơ thể không chịu đựng được đâu. Em thấy nhạt miệng, không muốn ăn gì hết. Em muốn anh ở cùng em một lát, được không? Chỉ một lát thôi. Được, tôi qua lấy ghế, không cần. Anh nằm xuống đây đi. Anh yên tâm đi, em chỉ nói chuyện với anh một lát thôi. Một bên là người mình yêu, một bên là người bạn tốt nhất của mình. Đợi Thanh Hà khỏe lại, mình sẽ rời khỏi đây. Đây là cách giải quyết tốt nhất. Dù sao cũng không ngủ được, chi bằng ra ngoài đi dạo. Năm năm rồi. Em gả vào nhà họ Vũ 5 năm rồi. Nhưng vị trí của em ở trong lòng anh là mãi mãi không sánh được Thượng Quan Tuyết Nhi. Sau cùng em vẫn không thể bước vào trái tim anh, Thanh Hà. Thật sự tôi không muốn làm tổn thương cô. Tôi hy vọng cô có thể hạnh phúc. Nhưng tình cảm không thể miễn cưỡng. Tình cảm giữa tôi và Tuyết Nhi, cô sẽ không hiểu được đâu. Anh chưa thử, sao biết em không hiểu được chứ? Anh tưởng là em không hiểu bởi vì anh chưa từng nhìn em như nhìn Thượng Quan Tuyết Nhi. Thanh Hà, tôi hy vọng cô đừng trút giận lên Tuyết Nhi. Cô có thể quán tôi, hận tôi, nhưng Tuyết Nhi vô tội. Cô ấy luôn đối xử thật lòng thật dạ với cô, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô. Thật lòng thật dạ. Em có lòng nấu cơm cho anh, nhưng anh chưa từng ăn lấy một miếng. Thanh Hà, chờ cô khỏe một chút, nhất định tôi sẽ ăn thử. Thật không? Sao mình lại tới đây rồi? Thanh Hà không muốn nhìn thấy mình, vẫn nên rời khỏi đây thì hơn. Đừng tự khiến mình khó xử. Thiên Tường, sao Thiên Tường lại ở đây chứ? Hóa ra đúng là anh ấy. Thượng Quan Tuyết Nhi, mày buồn cái gì chứ? Đây chẳng phải điều mà vẫn luôn muốn hay sao?
Nào nào nào, đặt rồi bỏ tay, đặt rồi bỏ tay, tôi đặt tiểu. Nào nào nào. Tiểu, 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 mở, tiểu. Lại thua rồi. Nào nào nào, đặt rồi bỏ tay, đặt rồi bỏ tay. Tiểu, 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 mở. Lại thua rồi. Thật là. Sao mình cứ thua mãi vậy chứ? Tiếp tục, đúng là xui xẻo. Đặt rồi bỏ tay, đặt rồi bỏ tay. Con đàn bà này cuối cùng muốn tìm được cô, trả tiền. Các vị đại gia, tôi cũng muốn trả cho các anh, nhưng mà tôi thua sạch rồi. Cho tôi thêm chút thời gian, thêm chút thời gian được không? Tôi không có gì nói với cô hết. Nói cho cô biết, hôm nay nếu không trả tiền thì tôi sẽ rạch mặt cô ra. Như ý, để tôi giúp cô. Cô Tuyết Nhi, cứ để tôi làm được rồi. Nếu mà hay biết cô động vào chỗ thuốc này, sẽ không muốn lấy một ngụm đâu. Cô Tuyết Nhi, tôi không có ý đó. Tôi... Không sao. Cô chăm sóc tốt cho chị Thanh Hà. Cô Tuyết Nhi, sau này cô đừng tốn sức gì mợ hai nữa. Những thứ có liên quan tới cô, mẹ sẽ không động tới đâu. Tôi chỉ muốn làm gì đó cho chị ấy. Với lại cháu này là tôi tốn nhiều công sức để hầm, rất tốt cho người bệnh. Xin cô đừng nói cho chị ấy biết cháu này là do tôi hầm. Bưng lên cho chị ấy ăn thử đi. Mợ hai đúng là trong quả được phúc. Đêm qua cậu hai về phòng ngủ rồi đấy. Đúng đó.